Mưu thì thường thường bẻ nó khó thôi, còn ghiêu thì bẻ rất là dễ. Thứ nhất là mình sẽ bẻ các lúp trên dây thẳng trước. Mình bẻ dây thẳng trước nha, mình bẻ một một số cái lúp ghiêu trước. Thì thông thường mình bẻ khoảng tầm 5 đến 7 lúp gì đó để mình quen tay ngay thôi. Cái lúp ghiêu này thì thực ra là bẻ bẻ rất là dễ. Đây, thứ nhất là mình sẽ bẻ bằng hai kìm nhé, kìm kìm ghiêu hoặc kìm 123 hoặc kìm tít nhé. Đầu tiên mình bẻ một kìm ghiêu trước. Đây, kìm nào cũng được nhé. Đó, bao giờ cũng thế, mình kẹp theo chiều dẹt của dây này. Đây là lúp ngắn này, là mình sẽ bẻ bậc số 1, là bậc bậc ngắn, bậc đầu tiên của kim ghiêu này này. Đó, kẹp này, bao giờ cũng thế, kìm với dây này, vuông góc nhau này, để góc vuông lên này. Với cái ghiêu này khi đây mình bẻ lúp ngắn nha, ví dụ lúp đầu tiên hạn này, mình bẻ sát đây, cái kìm 1, 2, 3 sát đây luôn này, à, kìm kìm ghiêu sát đây này. Bậc số 1 kìm ghiêu này là bậc 2.5 ấy, bẻ quay ngược lại này. Đây kìm ghiêu nhá, nó các bậc 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 này, người thấy không ạ? Bậc này 2.5, 3.5 này đó, thì mình hay dùng hai bậc đó thôi. À, đây sao mình kẹp đấy đúng không ạ? Kẹp sát, cứ kẹp sát đây thôi, bẻ quay ra thôi, cứ để ý bẻ các góc này là góc vuông này. À, tuy nhiên khi mình bẻ xong nó hơi xòe xòe đấy không ạ, thì mình dùng kìm ghiêu này bóp cái này lại này, bóp này là hai cái dây của mình song song với nhau, thì dây trước với dây sau thẳng này hoặc tương đối thẳng đó, biết làm sao các góc của mình là góc vuông, và khi đó là mình sẽ có được cái dây của mình nó cân đối với nhau, cái lúc phía trước với sau nó thẳng với nhau, đều với nhau. Đó, và sau mình có thể mình chỉnh lại cái này cho nó song song trở lại này, dây của mình thẳng trở lại, đây là được lúc ghiêu.